Ai thì cũng Huy để nghe này, chị Hà đóng góp ý kiến để ai mà nói là như bố nói cà Trung Quốc Huy này nó không đáng để cho mình nói, nhưng mà có những cái thì bây giờ mình nói để mà cho mọi người, những người ta chưa biết, chưa rành Quốc Huy, để kiến nào nó cho nó phù hợp. Đấy. Vấn đề đầu tiên là em thấy nó bài xích vấn đề đầu tiên là em thấy là nó bài xích chị Hằng ngay chỗ cái câu mà nó nói là không có tiền thì không có quyền nói chuyện á. Anh chị cũng thấy là cái chỗ đó đó, thì thật ra mà nói là một công dân trong một quốc gia thì mình phải 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 làm cái điều gì đó với đất nước của mình, thì mình mới tức là mình phải làm nhiều điều cho đất nước thì mình mới có ý, đúng không? Thế em nghĩ là như vậy đó, nhưng mà nó xuyên tạc cái ý đó của chị Hằng. Rồi em còn thấy là đúng như anh Thân cũng phân tích ngay từ đầu đó là nó nói là cái gì, nó nói là doanh nhân Việt Nam mình là bưng bô cho chính quyền, mà thực ra mà nói là tất cả các doanh nhân mọi quốc gia trên thế giới này thì em thấy là đều cũng phải tuân thủ pháp luật chứ, đâu phải không, có phải sống và làm việc pháp luật nước nào nó cũng vậy hết, chứ đâu có công ty xí nghiệp ở cái bất cứ quốc gia nào mà có thể là mình muốn làm gì thì làm đâu. Em nghĩ là nó nói như vậy là nó xuyên tạc rồi đó. Cái một trong những cái ý mà em thấy là nó hay nói nhất là chỗ là tôi chỉ nói xấu chính quyền chứ không nói xấu người Việt Nam, là cái ý này là nó nói rất nhiều lần, và nó tách bạch ra, nó tìm cách nó tách vừa vừa cái nhà nước chính phủ với người dân, nó nói tầm bậy tầm bạ, cái đó rõ ràng rồi, là chính phủ chính quyền là phải từ người dân mà ra, những người trong đất nước này nè, anh thấy là được bầu lên là từ người dân Việt Nam chúng ta mới có chính quyền, chứ làm sao mà làm gì có chính quyền và người dân tách bạch ra, mà nó nói là bây giờ nó chỉ nói xấu chính quyền mà không nói xấu về người dân Việt Nam đó, thì em thấy cái đó là nó xuyên tạc rất là lớn. Rồi cái một cái câu nữa nó có nói, em có nghe nó nói là tuyên ngôn nhân quyền gì đó, nó nói là tuyên ngôn nhân quyền gì đó là người dân có quyền đả kích chính quyền, thì em thấy là nó xuyên tạc, vì không có thấy một cái tuyên ngôn nhân quyền nào ở trên thế giới này nói là người dân có quyền đả kích chính chính quyền, nó tầm bậy tầm bạ, không hề đúng. Nhưng mà những cái câu nói của nó như vậy đối với những cái người mà thiếu hiểu biết thực sự rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm, tại vì thực ra mà nói là có nhiều người có biết gì về về nhân quyền đâu, về các cái đạo luật của Liên Hiệp Quốc đó, nhiều người người ta không biết, nhưng mà người ta chỉ nghĩ đơn thuần là mình là người dân thì mình được quyền nói, mình được quyền chỉ trích, thì nó khai thác cái điểm yếu đó. Chung mục đích của nó cổ xí cho là quốc là không có pháp mà gia thì không có quy, nó vậy đó, nó đi ngược lại hoàn toàn với cái Đúng rồi truyền anh, thống của dân tộc. nó tìm cách nó vung vào đầu của những người trẻ, những giới trẻ về cái quyền và lợi ích của người mình và người dân đối với đất nước, nghĩa là bây giờ mình muốn làm gì làm, ý nó là muốn làm gì làm, thoát khỏi cái quy định luật pháp, thì điều đó là em nghĩ rất là sai trái, nhưng mà nhiều người người ta vẫn còn u mê cái chuyện đó, cho nên là mình phải lên cái ý kiến, đúng không anh nghĩ đi, bây giờ triệu người dân là 1 triệu ý kiến, nhiều ý kiến này bây giờ ai cũng muốn làm theo ý của mình, muốn làm theo cái điều mình mong muốn hết, thì cái đất nước làm sao mà mình có thể kiểm soát được, làm sao mà quản lý được. Rồi rồi giống như nãy anh Thân anh có nói về cái vấn đề là nói chị Hằng là chưa chưa sống với cộng sản nên chưa hiểu, thì cái đó là nó xuyên tạc rồi, bởi vì rõ ràng chị ấy cũng biết 50 tuổi rồi, thì chị ấy 50 tuổi thì chị ấy là rõ ràng là chị ấy sống bao nhiêu năm ở cái đất nước này, ở cái thể chế này, mà nó nói là chị ấy không sống mà không hiểu là sao, mà trong khi chị Hằng là người ta là một cái đại gia của Việt Nam, đúng không anh Thân, một đại gia của Việt Nam thì người ta sẽ rất nhiều. Đến thể chế chứ làm sao là không có được. Rồi tụi nó là rồi nó tập kích, nó nói chị Hằng là cái gì, chị Hằng là chuyên làm YouTube đó, mở kênh YouTube cho người thân này, mà nó không hiểu rằng đó là quyền tự do dân chủ của người ta, đúng không? Bản thân nó bên Mỹ, nó nói nó mở YouTube kiếm tiền, thì bây giờ chị Hằng ấy mở, chị ấy nói chuyện mà theo chị ấy nghĩ thì đó là quyền tự do của chị, đâu có hề sai, đâu có hề sai hay là không đúng điều gì đâu. Thì ở cái chỗ Anh cũng thấy là nó khai thác.
thì Dạ anh nói đi tùng em. cho ở ngay cái chỗ em vừa nói đó đó, là em thấy nè, tự bản thân hắn hắn nói là anh sống bằng cái nghề YouTube được chưa, mà hắn đi lên án cái người mà kiếm bỏ ra hàng ngàn tỷ để làm từ thiện, để giúp đỡ cho người nghèo, để giúp đỡ cho những em bé tim bẩm sinh có quyền được sống đấy, hắn nói cái gì lên án, hắn tự nhận hắn làm nghề YouTube mà hắn lại lên án các người mà bỏ hàng ngàn tỷ ra để làm từ thiện và tạo ra YouTube để câu like câu view, anh thấy hợp lý ở chỗ nào? Em nói coi. Thì đó em mới nói anh là cái điều đó rất là phi hợp lý. Nó chỉ ngồi bên đó nó xuyên tạc, nó chống phá đất nước mình rất là nhiều lần, nhưng mà nó đóng góp gì đâu. Cái đại dịch nó không hề đóng góp gì hết, nó chỉ ngồi đó nói xấu bươi móc những cái vấn đề của đất nước này nọ đấy. Lát nữa em sẽ nói với anh về về là cái nó che đậy như thế nào, thì cách nó che đậy nên để nó lươn lẹo như thế nào, tức là cái một trong những cái ưu thế của Trương Quốc Phi trong cái có nghĩa là nó yếu của Việt Nam và cái nó ăn vào thôi. Phải em ơi, rồi cứ cứ nói chia sẻ đi. Em thấy nó nói gì, có người nằm trong cái khu cách ly ở Việt Nam như cá hồi hay là chuột cả khu cách ly, em nói buồn cười. Đó con coi Việt Nam vậy qua Ấn Độ bây giờ đâu có nằm trong khu cách ly, bây giờ qua Ấn Độ bây giờ là xếp xếp hàng hay là nằm vật vờ ở ngoài đường đó, mỗi người cầm chai nước truyền đó, vật vờ như vậy ngoài đường ngoài phố hay là ở Miến Điện đó, những cái gốc cây hay là những cái vỉa hè toàn là người bị dịch Covid nằm rạ ở đó mà. Và những cái đất nước đó người ta đâu có hỗ trợ gì đâu. Còn Việt Nam mình thì dù là có khó khăn hay là chật chội như vậy, nhưng mà người dân người ta vẫn ở có một cái chỗ che mưa che nắng, có một cái khu cách ly nó phong tỏa này nọ, thì điều đó là nó tốt hơn là ở ở các nước khác rồi, mà nó người nằm xếp lớp như cá mòi, rồi nó chiếu một cái cảnh phòng trọ của một người dân của một một nhóm dân cư ở quận 12, rồi nó nói là bây giờ hiện tại chính quyền không có giúp đỡ hay là về cứu trợ gì đó đó. Thì em thấy cái điều đó là nó xuyên tạc nhiều. Thật ra mà nói về hiện tại bây giờ là các cái khu vực trên thành phố này cứu trợ hết, có hàng hóa cứu trợ hết chứ làm gì mà không có. Vấn đề ở đây là người dân người ta khó khó khăn nhưng mà người ta vẫn có để người ta cầm cự. Cái vấn đề chúng ta đất nước chúng ta như vậy, thế là gì? Nhưng mà đủ cái khả năng đủ cái lương thực để cầm cự qua những ngày khác, chứ không phải như những nước khác là bây giờ là cứ thay nhau là đi vào bệnh viện, còn không là đứng ngồi ngoài đường ngoài cây vật vựa qua tháng ngày. Nó khác, anh thấy nó khác hoàn toàn đó. Rồi Thì đó. nó một câu thế này, nó bịt mỏm mà nói gì là không có nước nào không hy sinh kinh tế để bảo vệ con người, không có nước nào không hy sinh kinh tế để bảo vệ con người. Một trong những cái điều mà nó dốt nhất là ở chỗ đó. Vậy xin hỏi mày Dương Quốc Huy, ở bên Mỹ bây giờ là hơn 640.000 người mà chết vì dịch, chưa kể là mỗi ngày là ở Mỹ chết cả trăm cả hơn 100 người hoặc là cả ngàn người chết dịch ở Mỹ, thì mày nghĩ như sao về cái số liệu nó rõ ràng như vậy, nó minh bạch như vậy? Chính phủ Mỹ bảo vệ người dân như thế nào? Dân số của nước Mỹ chỉ hơn dân số Việt Nam khoảng 3 lần thôi, mà bây giờ cái số lượng người chết là hơn 620.000 người đấy. Và tại sao trong cái buổi clip của mày mày không dám nói về cái số liệu đó, mày chỉ khui về cái vấn đề là chính phủ Việt Nam chưa có tài trợ lương thực cứu trợ, nhưng mà tại sao mày không dám nói cái chuyện là nước Mỹ mày chết bao nhiêu người không, rồi một ngày bao nhiêu người nhập viện vì Covid tại Mỹ, tại sao mày không dám cung cấp cái đó mà mày cứ soi mói cái chuyện của người Việt Nam là chính phủ chưa có hỗ trợ người dân. Đúng, người ta đang khó khăn nhưng mà vấn đề là mạng sống người ta vẫn còn giữ, mà trong cái khu trọ đó mọi anh chị em cũng thấy trong cái khu trọ đó là người ta vẫn sống, mà người ta vẫn chia thôi, nói chung là người ta cảm thấy không thoải mái thôi, nhưng mà người ta vẫn sống chứ có thấy ai chết đâu, mà nó vẫn quay cái clip đó để nó tấn công. Rồi đó thì em thấy là như vậy đó. Rồi nó quay một cái bệnh viện,
em thấy nó quay một cái bệnh viện mà clip là thấy nói là cái kiểu là có người chết ở trong đó rồi chưa có ai đưa đi. Tao nói thiệt với mày, đúng khi mày đưa clip đó chỉ có mấy đứa nít mấy gì mấy 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 có kia thôi. Nội tao nói thiệt cái clip đó nổi cái tên bệnh viện thôi nha, cái tên bệnh viện còn không biết nữa, tức là cái người quay clip đó còn không giới thiệu được là cái bệnh viện đó tên gì và cái thời điểm những cái cảnh đó vào lúc nào, là bản thân cái người xem ta không xác định được cái anh chụp cái bệnh viện đó là bệnh viện nào, thời điểm cái bệnh cái có cái hình hình ảnh đó là như thế nào đó, đang nó mình không thấy không có. Vậy thì có nghĩa là cái clip đó là cái clip vu khống, cái clip đó là clip vu khống và clip ngụy tạo đó. Thì Thì em đó nghĩ là những điều là không đáng tin. nó đưa cái thông tin là không đầu không đuôi, nhưng cái điểm ăn tiền của chỗ của tụi nó là bằng những cái lời nói xuyên tạc dẫn dắt người nghe. Nó nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó, người nghe thấy cái hình ảnh nhưng mà có cả suy nghĩ là nó đầu đuôi như thế nào. Ví dụ như Bùi Hùng nói rất là đúng, ví dụ vậy là đây là cái bệnh viện A, bệnh viện B, bệnh viện C gì đó, nó là ở khu vực nào, tôi đang tiến hành là quay ở đâu như thế nào, đâu có rõ ràng đâu, nó đâu có dám, vì nó là dẫn xuyên tạc cho nên nó đâu có thể nào nói rõ những cái thông tin nó được, nhưng mà dẫn dắt lôi kéo người nghe, thu hút rất nhiều lượt xem chia sẻ đó. Đó là như vậy thủ đoạn của tụi nó rồi. Xin mời Bùi Tùng. Là nó nói là tôi không với cộng sản, không không có ơn gì hết. Thì Trương Quốc Huy mày cũng quên nhanh quá, cái lúc mà mày bị bắt á thì cũng chính phủ đã trao trả mày qua Mỹ với cái vé đi đi Mỹ như vậy, không phải là có ơn chứ là cái gì. Chứ nếu thật sự mà chính phủ mà muốn chụp mày lại cho mày lãnh thêm cái án đầy đủ 9-10 năm trời là cái chuyện nó có thể, nhưng mà nhà nước đã cho mày đi Mỹ để mà có một hậu như vậy, rõ ràng là nhà nước thương mày rồi chứ, chính phủ đã thương mày cho mày một cái cơ hội để mày làm lại cuộc đời ở xứ người đó chứ, đúng không? Anh nghĩ em nói đúng không? Có nghĩa là không bắt nó, tức là bắt nó nhưng mà vẫn thả cho nó ra theo đề nghị của người Mỹ, vẫn thả cho nó ra để đi theo cái diện là chính trị, tội phạm chính trị gì đó, đi sang nước Mỹ là coi như là đã thương tình cho nó rồi, đúng không? Cho nó có cuộc sống mới rõ ràng rồi. Chứ nếu không mà thật sự mà không thương là tiếp tục bắt giam cho nó thụ án hết hết những cái năm tháng đó thôi, đúng không? Mà này bà vô nó nói là bây giờ không có ơn, cái ơn nó không ân rất lớn, em nghĩ đó cái ơn rất. không nó vẫn thụ án hết luôn á, từ năm 2006 cho tới 2012 đó ra, nhưng mà còn 3 năm quản chế ở đất nước, nhưng mà khi ra là nó trốn đi qua Thái Lan đó, rồi cái đường dây của Đó nó thì bắt đầu mới đưa qua đó để tiếp tục chống phá, đưa qua Mỹ để tiếp chứ thật tục ra chống mà phá. nói lại mới thiệt với anh là những cái tội phạm như nó, nếu mà muốn bắt lại hay là nhờ nhờ cái con để mà bắt lại, em nghĩ cũng không phải là hoặc là người ta muốn có chủ ý, nhưng mà thật ra là người ta cũng đã cố gắng rồi, nó không không có đụng chạm gì nó hết mà nó nói là không có ơn. Mà cho dù nó em nói là không có vấn đề đi, nhưng mà nó nói không có ơn là cũng không đúng hả? Là tại sao? Là tại vì cái đất nước này cho nó cái hòa bình, nó sinh sinh sau năm, em nghĩ là nó sinh sau năm 75 phải, thì cái đất nước cũng cho Năm nó cái hòa 80 bình á, như bằng tuổi anh đó, sao á. thì nó cũng không, đất nước này nó cũng cho nó cái độc lập, cho nó cái hòa bình để nó không làm cu ly rồi nó cũng sướng rồi mà nó không biết ơn. Rồi có một cái câu này em thấy nó rất là nguy hiểm này, nó nói cái gì, nó nói là hồi trước ấy, là chị Hằng chửi Võ Hoàng Yên thì nó ủng hộ, nhưng tại sao bây giờ chị Hằng quay sang chửi nó, quay sang chửi nó nói là tại sao mà bây giờ quay sang chửi nó mà bữa trước nó ủng hộ Võ Hoàng Yên. Có ý của nó nói là chị Hằng là cái người bất nghĩa, anh hiểu không? Tức là nó muốn nói là nó muốn nói chị Hằng bất nghĩa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó nói chị Hằng là đã kích cá nhân, nhưng thực ra là nó cũng đã kích cá nhân chị Hằng, trong nó cũng là trùm đầu để nó hạ bệ chị Hằng chứ đâu phải không. Ở cái chỗ này nè anh, nói Bùi Tùng cái tình tiết này nữa là nó nói ngay cái buổi họp báo đầu tiên về Võ Hoàng Yên là nó đã liên hệ với chị Hằng và xin cái clip đó, nhưng chị Hằng không trả lời đấy, nhưng chị Hằng không trả lời, nó cũng nhận như vậy và nó đó là do chính miệng nó nói. Thì ở đây đó, là chúng ta thấy được rồi, ngay từ đầu chị Hằng chưa cần biết Dương Quốc Huy là ai, cũng không có liên quan gì, nhưng mà khi xét thấy cái thành phần mà tìm hiểu được thì chị đã không có thèm là trả lời cho cái tay đó, người ta cho thì tức là hắn phải biết được cái tâm trạng của như thế nào,
là hắn nói chuyện đàng hoàng, hắn xin đó, nhưng mà chị Hằng không có thành đạt rồi, không bắt nhờ rồi, là ngay từ đầu là lúc đó là hắn đang ủng hộ chị Hằng đấy. Nó còn đó là cái bản thân hắn một thằng phản động, thằng xuyên tạc, thằng nói không có sai chỗ nào là rõ ràng, cho nên là ngay từ đầu khi xin các cái clip buổi họp báo là chị Hằng đã không cho rồi, đó là chị Hằng biết nó là ai rồi. Là gì, là cái sự lương lẹo của nó, tức là nó nói là chị Hằng chửi nó, sỉ nhục nó thế này, nhưng mà nó cũng sỉ nhục nhỏ, nó cũng là nó đâm cái kim nhỏ vào chị Hằng rồi, cái quan điểm đó của nó. Rồi em thấy là như thế này nè, là nó nói là cái gì đây, nó nói cái câu này thì em thấy là cái ý này rất nhiều người còn phải học hỏi. Nó nói là cái gì, nó nói là phản biện là gì, là đóng góp cho đất nước, phản biện là đóng góp cho đất nước. Vậy nếu như phản góp cho đất nước thì có phải cái chuyện mà cứ sáng sáng ngày ngày đêm đêm đi móc những cái chuyện tiêu cực của đất nước, đó là phản biện đó các anh chị, những người đó có phải là phản biện? Tức là ngày này cũng nói về chuyện tiêu cực, ngày kia cũng bơi móc chuyện tiêu cực, ngày mốt cũng tiêu cực, móc ra vậy, có phải là đóng góp hay là xây dựng đất nước không? Hay là cái thằng phản động, thằng xuyên tạc mà trong ý mà nó nói về cái đất nước thì em cảm nhận là ngày nào nó cũng nói về những cái điều tích cực của nó, theo dệt rất nhiều từ ngày này sang ngày khác, ngày sang ngày khác, thì đó là cái động cơ của mày rất là xấu xa, và mày muốn nhồi sọ những cái người thiếu hiểu biết về cái tình hình của đất nước để mày có thể mày gọi là xuyên tạc, chống phá, kích động người dân. Rõ ràng là như vậy, mọi người phải hiểu cái vấn đề là rất khác biệt giữa phản biện với xuyên tạc, nó khác biệt ha. Phản biện là người ta sẽ nói ở một cái chừng, một cái mức độ, và phải đúng nha, đúng, phản biện là phải đó. Còn ở đây là nó nói ngày này sẽ ngày khác nó móc ra, nhưng mà nó móc rất nhiều cái không đúng, rất nhiều cái không đúng, hoặc là đúng thì nó sẽ nổ thêm, nó sẽ quy kết thêm chuyện kia, đơm đặt thêm đó. Không những cái dư luận xấu đó. Rồi có một cái liên quy nói việc mà bị công an bắt cũng bình thường thôi mà, cái việc bị công an bắt bình thường thôi. Tôi thử hỏi tất cả những người dân ở, nếu mà thực sự mà chúng ta vi phạm pháp luật rồi một lần rồi, chúng ta có thấy bình thường không? Cái nhân thân của chúng ta có bình thường không? Em nói thiệt với anh là không phải là mình nghĩ xấu về những người khác, nhưng mà những cái người mà thường mà vi phạm pháp luật một lần, thường mà vi phạm pháp luật một lần rồi thì cái khả năng là có thể sẽ vi phạm nữa. Tại vì cái nhân thân nó rất là quan trọng, tính cách của con người rất là quan trọng. Những người mà thực sự người ta sống tốt thì người ta vẫn tốt hơn, còn dễ xấu lắm. Anh nói là Bùi Tùng, nó nói là có quan trọng hay không, là có gì không có gì quan trọng á, ở Việt Nam là đúng, với điều kiện anh biết ăn năn hối cải. Tức là rất nhiều cái trường hợp mà họ quay đầu ăn năn hối cải, thậm chí họ còn trở thành ông chủ làm ăn phát đạt nữa kìa, mặc dù họ phạm tội. Nhưng ở đây tại sao nó không có nói ở Mỹ đi? Nếu có tiền án thì xác định ra đường ở là chắc chắn rồi, không có một cái cơ quan doanh nghiệp, không một cái công ty nào nhận đâu. Tại sao những cái đó nó không đem ra so sánh đó? Nó cứ cố tình nó xuyên tạc của Việt Nam, nhưng mà trong khi cái xấu ở cái đất nước đang cưu mang nó, tại sao nó không nói? Sao nó không nói những cái hoàn cảnh mà những người ở Mỹ khi phạm tội và vi phạm pháp luật ở bên Mỹ, sau khi ra tù họ được đối xử như thế nào? Còn riêng khi ra tù, nhà nước tạo được rất nhiều điều kiện cho những người bị vi phạm pháp luật, mặc dù là những thành phần phạm rất là nhiều cái tội đa dạng, kể cả tội phạm quốc như cái thằng Kim Quốc Huy luôn, nhưng mà vẫn tạo ở trong tù là được học nghề, được giáo dục để trở thành một cái con người lương thiện, một trở thành con người tốt. Nó riêng pháp luật Việt Nam và cũng như là cái truyền thống dân tộc Việt Nam, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, và cái thực tế là rất nhiều cái tấm gương họ như vậy, mặc dù đã sai lầm rồi, nhưng là khi có cơ hội làm lại cuộc đời, họ vẫn được sự tiếp đón của những cái người dân và cũng như những cái chính sách khoan hồng của nhà nước, đó là thể hiện như vậy. Nhưng mà nó không có hiểu được cái vấn đề đó, và cái xấu xa ở cái nơi mà đang thu mang nó thì không nói ra, đúng không? Cái đó là cái thực tế đó, thấy không? Thì em thấy là nó mức độ xảo trá của nó là như thế nào rồi. Anh Thân bổ sung cái ý của em rất là đúng. Em nghĩ rất là đúng, không phải chỉ Việt Nam mà tất cả các nước khác trên thế giới, những công dân mà người ta biết thay đổi chính mình
sau lần làm lỡ thì đều được công nhận hết. À, cái đúng đó là em cũng nhanh quá cho nên là thiếu cái ý đó chưa có bổ sung hết cho anh Thân, cho nên anh mời anh em có gì thông cảm bỏ qua cho em. Thì đúng là như vậy á, nhưng mà nó không bao giờ nó nghĩ như vậy hết á. Và đối với nó giống như là cái câu mà nó nói trong live các anh chị cũng thấy rồi, là bầu trời của nó là bầu trời nước Mỹ, cho nên chúng ta ở Việt Nam chúng ta đừng bao giờ theo nghe theo những cái ý kiến của nó, bởi vì cái tim của nó là bây giờ trái tim American rồi, nó không phải là trái tim của Việt Nam, nên chúng ta nghe theo lời của nó là chúng ta đang tự phá hủy quê hương của mình, tự phá hủy quê hương mình, tự phá hủy đi những cái mà cha ông ta xây dựng thôi, chứ nó không có tình nghĩa gì hết. Nó là người Việt, dòng máu của nó trong người là người Việt, nhưng mà cái đầu của nó, cái suy nghĩ của nó, cái đầu của nó là của nước Mỹ rồi, cho nên chúng ta đừng có nghe theo nó làm cái chuyện không đâu. Rồi em thấy như thế này nè, em thấy là nó cũng nói về cái nó xoáy về cái vấn đề là chính phủ Mỹ á, là trợ cấp cho những người chống dịch á, chống dịch Covid này nọ kia đó, nhưng mà em không hề thấy là nó nhắc gì đến cái việc đó là trợ cấp cho người vô gia cư bên Mỹ á. Tức là nó vẫn chung chung thôi, những người bình thường, những người mà có mức sống khá khá ở Mỹ thì được thụ hưởng như thế nào, mấy chục ngàn đô gì, nhưng mà em chả thấy bao giờ nó nói đến cái người vô gia cư ở nước Mỹ thụ hưởng bao nhiêu và cuộc sống người vô gia cư như thế nào. Nó không thèm nói, đâu có dám nói đâu, nó che lấp đi những cái điểm yếu của nước Mỹ. Nó chỉ nói là nước Mỹ cho dân bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, chính phủ Việt Nam thì cho không được, Mỹ thì cho đó 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 đó, còn cái số liệu mà về người chết dịch hay là người bị nhiễm Covid hay là người homeless, nó không bao giờ nói ra. Nhưng mà các bạn cũng nghĩ là cái vấn đề mà thằng Trương Quốc Huy nó cố tình là nó lấy những cái điểm mạnh, những cái điểm mạnh của nước Mỹ ra, nhưng mà nó che giấu hết những cái điểm yếu cốt tử của nước Mỹ, những cái điểm yếu mà bây giờ người ta thấy là nước Mỹ đang 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 phải chịu thì nó che lấp đi. Nhưng mình thì mình không không nhận ra được, không kịp sớm nhận ra được những cái điều 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 em nói thì bây giờ tình hình dịch thôi, riêng ở Việt Nam chúng ta thôi mà thấy là nó đã thành công. Em nghĩ là nó đã thành công, chúng ta không có cái tình trạng mà đi mỗi người dân phải cầm bình oxy đến bệnh viện để mà lấy oxy, cái đó là thành công của chúng ta rồi. Rồi chúng ta cũng không có phải là cái chuyện là bây giờ là các y bác sĩ trong bệnh viện trốn chạy như ở Miến Điện, anh thấy không, ở Miến Điện bác sĩ trốn chạy không chữa bệnh cho người dân bởi vì họ nói rằng họ không phục vụ cho chính quyền quân đội. Có cái tội nghiệp của người dân Miến Điện bây giờ họ phải chịu như vậy, không có bác sĩ để chữa trị, còn chúng ta ở đây vẫn có người bác sĩ, mặc dù là cái số lượng bệnh nhân quá đông thì nhiều khi cũng ảnh hưởng đến đến cái sự điều trị, nhưng mà chúng ta vẫn có bác sĩ, mà không phải chỉ là riêng thành phố mà rất nhiều khác cũng đến thành để chăm lo bệnh nhân Covid. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta rất khác biệt hơn rất nhiều so với những cái quốc gia khác, nhưng mà nó đâu có thèm nói, nó đâu có dám nói. Cái tình người ở Việt Nam hoàn toàn em thấy là nó hoàn toàn khác với cái tình người ở các nước tư bản. Đấy. Chúng ta làm những cái gói cơm thiện nguyện chuyển đến cho từng người dân sống trong cái khu vực cách ly, khu vực phong tỏa rồi đó, nó đâu dám nói những cái đó, nó không bao giờ nó nói, không bao giờ nó đưa đăng lên clip, nó chỉ móc những cái clip ở chỗ nào mà có người chết vì Covid mà chưa gì đó, hay là lấy mấy cái clip mà tầm bậy tầm bạ, không xác định được rõ, không xác định được. Nào làm gì á? Rồi em để nói cho một điều, đó là cái vụ việc của chị Hằng và ông Võ Hoàng Yên có liên quan không, thì tụi em ở đây không có bình luận, không có luận bàn, mà tụi em chỉ bàn trên cái khía cạnh là chị Hằng buổi live, hai buổi livestream gần đây chị Hằng đưa ra ý kiến về Trương Quốc Huy phản động như thế nào, góp thêm một cái ý kiến để mà ủng hộ cho chị Hằng về cái vấn đề là những cái thành phần phản động chống phá đất nước. À, tụi em góp thêm một cái ý kiến thôi, chứ thật là Trương Quốc Huy thực sự đất nước, những cái người mà thật sự yêu nước á, thương dân hay những cái người có ý thức thì người ta không bao giờ nghĩ đến Trương Quốc Huy, nhưng tụi em làm là giống như một món quà để tặng cho chị Hằng đó. Nói chung là bơm thêm cái tinh thần cho chị trong cái con đường mà chị chọn, nếu thật sự mà chị những thời gian sau chị tiếp tục là đóng những cái luận điệu xuyên tạc thì tụi em góp một cái ý kiến để đóng góp cho chị, phụ giúp tinh thần cho chị để chị có thể là đúng một sẽ vẫn tiếp tục bàn với mấy anh chị, vẫn sẽ tiếp tục bàn trong các cái buổi live
hay là chỉ là tri ân chị hàng thôi. Anh có ý kiến gì mà tụi em nói mà chưa có được chuẩn thì mong các anh chị bỏ qua. Dạ em ơi, em xin hết, để các anh chị khác lên có ý kiến nha. Rồi của anh Nam Phong không có cam luôn á. Rồi cảm ơn Bùi Tùng, nói chung là chính xác lại á, thằng Trương Quốc Huy này không có phải vì nước Mỹ, tim nó về nước Mỹ đâu, mà tất cả của nó là chỉ vì mỗi một chữ thôi, là chữ tiền thôi. Tại nó làm Facebook cái YouTube á là để kiếm tiền sống, chứ nó đâu có công ăn việc làm đâu. Nó đã nói từ đầu rồi là ngay ở Việt Nam không á, là vì tiền thì nó đi xuyên tạc, nó bôi nhọ đất nước để nó lấy nhận tiền tài trợ từ các cái thế lực ở nước ngoài gửi về, tức là tiền từ euro tới đô la đó, là từ cái thời là còn ở Việt Nam rồi, là như vậy rồi đó. Như vậy rồi, những À, cái sẵn nói anh Mười em Tùng. cũng có ý kiến, sẵn em có một cái ý kiến nhẹ thôi, là về Trương Quốc Huy á, là nếu mà nói là Trương Quốc Huy là người của chế độ cũ thì nói là Quốc Huy là Việt Nam Cộng Hòa không có thể tồn tại được nữa, thì thật sự là Trương Quốc Huy không không phải là một cái người ở một quốc gia nào hết. Trương Quốc Huy chỉ muốn lợi dụng cái danh nghĩa thôi, lợi dụng cái danh nghĩa của cái một chính phủ cũ thôi, một cái nhà nước mà gọi là nó không, nó phi hiến, một cái chế độ nó ngụy quyền Sài Gòn thôi, và lấy cái bóng dáng đó để mà thực hiện cái việc kiếm tiền thôi nha Trương Quốc Huy. Cho nên Trương Quốc Huy không đại diện cho cái gì hết, không đại diện, không có một cái lý tưởng gì hết. Cho nên là những cái luận điệu của Trương Quốc Huy á, theo theo mình nghĩ sớm muộn nó cũng tất cả nó cũng đổ vào trong bô rác nhà hết, cũng không làm được gì hết. Chửi chửi đã, mình nghĩ như vậy, càng ngày càng chửi thì đất nước nó sẽ càng tiến bộ, nó càng khác, và nhà nước người ta sẽ chứng minh rằng những cái luận điệu của Trương Quốc Huy hoàn toàn sai trái. Thôi em xin kết thúc ở đây. Rồi, cảm ơn Bùi Tùng ha. Rồi, xin chào Bùi Tùng.